dụng DHL, 4 phương pháp đắt giá khi thuyết phục nhà tuyển dụng nên chọn bạn khi phỏng vấn. Nếu bạn muốn bản thân đang từ một ứng viên tiềm năng sang làm sự lựa chọn hàng đầu trong buổi phỏng vấn xin việc tại công ty chuyển phát nhanh có tiếng tăm trong cả nước lẫn ngoài nước như DHL, thì bạn cần phải vượt xa những nguyên tắc cơ bản và phải trau chuốt trong từng cử chỉ, lời nói, thậm chí cả cách giao tiếp. Mặc dù bên ngoài, bạn có giữ phong thái chuyên nghiệp qua cách ăn mặc cũng như thể hiện bản thân có điểm mạnh ấn tượng hơn so với các ứng viên khác, thì bạn cũng phải để cho nhà tuyển dụng tại DHL cảm nhận được. Đặc biệt hơn là không còn đề cập đến phương án người khác thay thế vị trí đó. Nói cách khác là hãy để nhà tuyển dụng DHL thông qua buổi phỏng vấn giữa hai bên và đánh giá rằng không ai ngoài bạn phù hợp với vị trí công việc này cả. Vậy làm cách nào mới có thể đạt được tham vọng đó? Hãy cùng truyền tải 4 thông điệp được liệt kê dưới đây trong buổi phỏng vấn giữa bạn và DHL để mang về nhiều thành công hơn nhé. Thứ nhất, có thể nói bạn là một người quan trọng và dường như không thể thiếu trong công việc trước đó. Nhà tuyển dụng tại DHL luôn có ấn tượng tốt với những ứng viên đã từng có quá khứ, sở hữu được những thành tựu xuất sắc khi hoàn thành các công việc cũng như nhiệm vụ được giao. Bởi theo logic, bạn là người sẽ dễ dàng thành công trong công việc bạn đang ứng tuyển tại DHL. Bởi trước đó bạn đã thành công trong việc khác, thậm chí là đã hoàn thành một cách xuất sắc chúng. Trên thực tế, đúng là không có ý gì nói được ý, hãy chọn thôi thay vì chọn những ứng viên khác ngoài kia. Tốt hơn cả chính là sâu được cho nhà tuyển dụng DHL thấy những thành tựu tuyệt vời mà bạn đang sở hữu trong công việc mình đảm nhiệm trước đây. Bởi vậy, nhiệm vụ đầu tiên khi bước vào phỏng vấn tại DHL thì bạn hãy mô tả theo một cách thông minh nào đó mà thể hiện được mức độ quan trọng của bạn trong vị trí trước đó. Hãy khéo léo dẫn dắt điều đó chứ đừng thô lỗ nói thẳng ra rằng bạn là nhân viên giỏi nhất mà công ty cũ của bạn. Và mặc dù họ có níu kéo bạn nhưng bạn thẳng thừng từ chối. Thay vào đó, bạn có thể chia sẻ với nhà tuyển dụng tại DHL về những bằng chứng cụ thể cũng như hành động mà bạn đã thực hiện và kết quả của việc đó thành công hay đạt được điểm cao nhất định nào. Ví dụ như, nếu bạn ứng tuyển vào vị trí trong phòng kế toán tại DHL thì việc lấy dẫn chứng về con số liên quan đến hóa đơn sẽ là điểm cộng dành cho bạn. Đơn giản như là, tôi đã giúp chỗ làm cũ tiết kiệm được khoảng 9 đến 10 tiếng làm việc trong mỗi tháng, đặc biệt là giảm thiểu 4% lỗi trên các hóa đơn. Để làm được điều đó, tôi đã dành ra một tháng để nghiên cứu và thành công. Thứ hai, bạn sở hữu kỹ năng phù hợp dành cho vị trí tuyển dụng tại DHL. Để có thể thuyết phục được người phỏng vấn tại DHL rằng bạn hoàn toàn có thể bắt nhịp nhanh chóng cũng như thành công trong công việc nơi họ, việc bạn cần làm chính là giải thích cách mà bạn sử dụng và áp dụng các kỹ năng của mình như thế nào. Nói dễ hơn chính là bạn nên làm nổi bật được kỹ năng liên quan đến việc xử lý tình huống, giải quyết vấn đề mà DHL đang gặp phải. Nhưng để hiểu được những vấn đề mà DHL đang gặp phải thì bạn cần phải tìm hiểu thông tin trước về họ. Thậm chí bạn còn cần phải có những ý kiến liên quan đến ngành nghề cũng như để ý về những chi tiết và cách giao tiếp lưu loát khi nhắc về vấn đề này đối với DHL. Thêm vào đó, hãy tập trung và lắng nghe kỹ những điều mà người phỏng vấn tại DHL đang đưa ra cho bạn để tránh trường hợp trả lời không đúng trọng tâm cũng như không đúng ý mà DHL đang mong muốn. Thông thường, câu hỏi liên quan đến việc bạn có hay không chịu áp lực tại DHL sẽ được người phỏng vấn đưa ra. Khi gặp câu hỏi này, đừng vội vàng và trả lời xúc tích là có, mà hãy đưa ra câu trả lời thể hiện được tiềm năng của bản thân. Đưa ra một ví dụ cụ thể là điều lấy được điểm cộng từ DHL đó nhé. Thứ ba, bạn là người dễ hòa đồng và tiếp cận, cũng như có mối quan hệ tốt với mọi người. Tại DHL, nhà tuyển dụng sẽ không lựa chọn các ứng viên không có sự kết nối cũng như không tạo được thiện cảm, sự tích cực đến với họ. Tất nhiên, họ sẽ không nói thẳng ra là họ không ưa bạn, mà sẽ che giấu điều đó bằng cách khéo léo trong câu tôi có thể thấy bạn đúng là rất thông minh, nhưng theo quan điểm của tôi cũng như quan sát trong buổi phỏng vấn lần này thì tôi không nghĩ rằng vị trí đó phù hợp với bạn. Nhưng sự thật thì mất lòng, bạn sẽ bị đánh trượt nếu như không được yêu mến. Thế mới nói rằng, để có một buổi phỏng vấn tại HDL thành công, bạn cũng cần phải tạo được một mối quan hệ tốt với người phỏng vấn bạn hôm đó. Điều này không có nghĩa là bạn cần phải cố gắng khiến hai người trở thành bạn bè, mà hãy tự tin. Tương tác giống như hai người đã làm việc với nhau thông qua việc lắng nghe cũng như tránh nụ cười giả tạo nhé. Trong buổi phỏng vấn với DHL, bạn cần thoải mái cũng như mang đầy sự tự tin, nhưng cũng phải biết giữ chừng mực và là chính mình để có cuộc nói chuyện của hai bên thật tự nhiên. Cuối cùng, hãy thể hiện rằng đây là công việc bạn thực sự muốn. Điểm qua một chút bản thân,
và bạn gần như cảm thấy rằng mình đủ 3 điều kiện đó cũng như dễ dàng thuyết phục được nhà tuyển dụng DHL ưng mắt. Nhưng khoan, đừng đắc ý. Bởi điều bạn cần làm tiếp theo chính là đừng hời hợt cũng như đừng quá vội vã. Từ tốn thể hiện với nhà tuyển dụng DHL rằng bạn thật sự mong muốn làm việc với họ. Bạn cần phải cho nhà tuyển dụng DHL thấy rằng bạn có thể gắn bó với họ trong một thời gian dài cũng như sự nhiệt tình của bạn ở đâu. Trong buổi phỏng vấn tại DHL, hãy chứng tỏ được bản thân là một tài sản mà họ không thể bỏ lỡ bởi những kỹ năng cũng như thái độ tích cực mà bạn đang có. Hy vọng với 4 phương pháp đắt giá để giúp bạn tạo được ấn tượng tốt và có được tấm vé mời nhận việc tại DHL nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.